Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Tuổi Già Thanh Thản, tác giả Elizabeth và Elizabeth Hamilton, dịch giả Trương Ngọc. Người ta thường hay nói rằng, cuộc sống của con người có thể được mô tả ngắn gọn bằng câu từ tã lót đến tã lót, hay tuổi già không dành cho người yếu đuối. Dù chỉ là nói đùa nhưng đó cũng được xem như một sự chứng nhận cho thực tế về việc lão hóa là một quá trình khó khăn mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt trong cuộc đời. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng tuổi già một cách vui khỏe và có ý nghĩa. Trong cuốn sách Tuổi Già Thanh Thản, tác giả đã đưa ra những lời khuyên về việc chúng ta nên chú trọng giữ gìn sức khỏe thể chất, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội và những sinh hoạt thường ngày nhằm đối phó với chuỗi thách thức lớn khi tuổi già ập đến. Dưới đây là một số điểm nhấn quan trọng mà bạn không nên bỏ lỡ. Những đặc điểm của tuổi già. Theo tác giả, con người thường phải đối diện với những thách thức mới mẻ và đặc trưng khi bước chân vào ngưỡng tuổi già. Chẳng hạn, khi bị bệnh nặng hoặc bắt đầu có nhiều triệu chứng rõ ràng, chúng ta thường thấy mình chẳng khác gì một kẻ bệnh tật. Khi chuyện này xảy ra, cuộc sống của chúng ta tràn đầy những lo sợ. Cảm giác lo sợ rất mạnh mẽ, nó có thể khiến cuộc sống đang yên bình bỗng trở nên tăm tối và nhỏ hẹp hơn. Nỗi lo sợ đầu tiên là sợ mất đi những gì mình đang có. Có thể là chúng ta sẽ bắt đầu mất đi sức mạnh thể chất, sự bền bỉ và sự linh hoạt của mình. Sau đó, chúng ta sẽ cảm thấy sức khỏe suy yếu dần, rồi giật mình lo sợ bởi hàng loạt triệu chứng liên quan tới các căn bệnh tuổi già đang kéo tới. Đây là tổn thất nặng nề nhất đối với một số người, khiến họ luôn nghĩ rằng cuộc đời đã thật sự sắp chấm dứt. Nỗi lo sợ tiếp theo chính là sự thất vọng mỗi khi chúng ta nhìn vào gương, thấy mái tóc đã bạc đi nhiều và hình dạng bên ngoài cũng trở nên khác biệt. Đây cũng là một khó khăn lớn vì chúng ta chợt đau đớn khi nhận ra mình không còn hấp dẫn hay cuốn hút nữa. Mọi thứ không thể nào hồi phục được như lúc xuân thì thậm chí còn ngày một tồi tệ hơn. Tất cả những điều này cộng chung lại tạo thành cảm giác chẳng còn gì như trước. Chúng ta sẽ chẳng có niềm vui nào khi về già và mọi sự đều đang bắt đầu tan vỡ. Hãy tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Khi về già, chúng ta có thể trải qua những giai đoạn sống không mục đích hoặc thiếu ý nghĩa. Tình trạng này vẫn có thể xảy ra khi ta còn trẻ, khi ta cứ sống một cách vô tâm từ ngày này qua tháng nọ, hoặc chỉ lo hưởng thụ, sa vào dục lạc. Đến lúc có tuổi hơn một chút, chúng ta có thể sống có ý thức hơn, có mục đích hơn, có trách nhiệm và làm việc hiệu quả hơn, khiến cuộc sống trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên, khi đến tuổi về hưu hoặc không còn giữ vai trò quan trọng nữa, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy mình đã hết giá trị tồn tại trong cuộc sống này. Theo tác giả, cách chúng ta sống, dù ở bất cứ lứa tuổi nào là điều có vẻ như vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta nên học cách trải nghiệm được ý nghĩa của một cuộc sống, mà ở chúng ta đó có thể dành toàn tâm toàn ý cho việc khám phá bản thân hoặc cho sự sáng tạo, cống hiến và yêu thương hết sức để luôn cảm thấy mình đang tồn tại có ý nghĩa. Hãy biết cách làm mới chính mình. Tất cả chúng ta đều là người mới trong lĩnh vực tuổi già. Và mặc dù việc đối diện với một điều gì đó mới sẽ gây thêm nhiều khó khăn nhưng nó cũng mang lại một khía cạnh tích cực. Bởi tuổi già có thể xem như một giai đoạn mới của cuộc đời, đó là giai đoạn làm mới con người mình. Và điều tích cực nhất của tuổi già là chúng ta có nhiều thời gian hơn cho việc suy ngẫm và khám phá nội tâm. Kết quả là, bất chấp những hạn chế về mặt thể chất, ta càng có thêm nhiều cơ hội để rèn luyện hai phẩm chất cần thiết cho một cuộc sống mãn nguyện và thanh thản, bao gồm sống bằng sự tử tế và sống bằng lòng biết ơn. Trao dồi sự tử tế và lòng biết ơn là bước đi thiết yếu nếu ta muốn những năm tháng còn lại trở thành một giai đoạn làm mới con người mình, dẫu việc này không phải một sớm một chiều mà đạt được ngay. Khi hiểu được những điều trên, chúng ta có thể xem giai đoạn tuổi già như một thời kỳ làm mới giúp bản thân có khả năng nhìn nhận cuộc đời một cách rõ ràng hơn, ít bị vướng vào những chấp thủ và biết trân trọng những niềm vui vốn có. Để tuổi già không còn là nỗi đáng sợ hay ám ảnh tâm lý nghiêm trọng, bạn hãy coi Tuổi Già Thanh Thản như một cuốn cẩm nang không thể bỏ lỡ để học hỏi dần những điều mình cần làm khi ngưỡng tuổi này ập tới. Từ đó giúp bản thân luôn giữ vững tâm thế bình thản, tràn ngập sự tử tế và yêu thương nhằm sống vui khỏe nhất có thể dù đang ở ngưỡng 30, 50 hay 70 tuổi đi chăng nữa nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Tuổi Già Thanh Thản. Nội dung được tóm tắt bởi Thu Hương. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.